Lưu Quang Chi Thành là bộ phim dân quốc vừa mới lên sóng cách đây không lâu của Cảnh Điềm và Hứa Ngụy Châu. Bộ phim đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía fan hâm mộ. Ngày sau đây, hãy cùng mình tìm hiểu về nội dung chính của bộ phim. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của đại thiếu gia dung gia thượng và cô gia sư Phùng Thế Trân. lấy bối cảnh tại thành phố Thượng Hải, một dung gia vô cùng giàu có và uy quyền. Trong gia tộc này có một đại thiếu gia vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng, tên là Dung Gia Thượng. Bản tính từ nhỏ đã ngang ngược phách lối, không chịu quản giáo của bất kỳ ai. Khó khăn lắm thì Phùng Thế Trân mới có thể thành công bước vào Dung Gia, trở thành gia sư riêng cho anh, nhưng mục đích chính của cô chính là báo thù Dung Gia. Vận mệnh chớ trêu lại khiến cho cô có tình cảm nam nữ với con trai của kẻ thù những ân oán của 20 năm về trước trở thành vật cản tình yêu của hai người. Trải qua nhiều sóng gió khó khăn, cuối cùng họ cũng có thể hạnh phúc bên nhau. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.